Chuyển sang các thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối tháng 2 liên tục có sóng lạnh bổ sung, duy trì độ ẩm cao trên khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cùng với đó, thời tiết ấm nóng những ngày trước nhưng vẫn có sương mù lại thêm mưa nhỏ nên tình trạng ẩm ướt tăng. Do vậy, mưa nhỏ, mưa phùn còn kéo dài, có khả năng duy trì hết tháng. Hiện tượng mưa mù sẽ khiến tầm nhìn ngang giảm thấp, ảnh hưởng đến giao thông đường không và đường thủy. Tình trạng ẩm thấp cũng gây trơn trượt trên đường, đặc biệt khu vực miền núi. Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Vũ Nhật Quang, 44 tuổi, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, đêm ngày 21 tháng 2, Nguyễn Vũ Nhật Quang được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông Quang không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, Thượng úy Đoàn Nhật Hà và Trung úy Nguyễn Minh Trung sử dụng xe mô tô chuyên dụng bám theo, yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng ông Quang vẫn không chấp hành, sử dụng thanh sắt tấn công khiến Thượng úy Hà bị gãy xương trụ cẳng tay trái, phải nhập viện cấp cứu và hiện đang được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật điều trị. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Bảo Lộc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ có mặt điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Quang là 0,378mg trên 1 lít khí thở. Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Nghệ An qua Thanh Hóa rồi ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1985, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cầm đầu. Tham gia đường dây này còn có Lầu Bá Sành, sinh năm 1989, trú tại bản Ca Trên, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, là đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới giáp Lào, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về thành phố Vinh. Và Lê Hoài Phương, sinh năm 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, là đối tượng được Nguyễn Văn Huy thuê vào Nghệ An vận chuyển ma túy ra Hà Nội. Sau khi xác định được vai trò của các đối tượng trong đường dây, ngày 19 tháng 2, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Phương tại ga Thanh Hóa, thu giữ 20 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến được đối tượng cất giấu trong vali hành lý mang theo. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 22 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy về tội mua bán trái phép các chất ma túy, Lê Hoài Phương và Lầu Bá Sành về tội vận chuyển trái phép các chất ma túy. Một trường hợp điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc gây mất an toàn giao thông vừa bị đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử phạt. Tài xế vi phạm là ông Phan Văn Sơn, sinh năm 1975, trú tại Nghệ An. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 2. Ông Sơn cho biết do muốn đi xuống làn đường gom tại nút giao Diễn Cát thuộc đường cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, nhưng do không biết đường nên chạy quá mất khoảng 500 mét. Sau đó tài xế này đã quay xe đi ngược chiều. Với lỗi vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tốc, chủ phương tiện sẽ bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 đến 7 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Tôi là Oraiden Manuel, đến từ đất nước Mozambique của châu Phi. Tên tôi tiếng Việt là Đức, mọi người có thể gọi là Đức Đen. Khi học lớp 8 thì tôi đã học về lịch sử trên thế giới, đặc biệt là lịch sử của đất nước Việt Nam. Từ đó tôi đã muốn khám phá nhiều hơn để hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam. Cũng rất là may mắn sau khi vào Đại học Bách khoa Hà Nội, cô Nguyễn Thị Phương Dương đã mời vào câu lạc bộ lý luận trẻ để hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp tôi để phát triển cái kiến thức về lịch sử Việt Nam và đất nước Việt Nam. Niềm đam mê với lịch sử Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh khi Oraiden tham gia vào câu lạc bộ lý luận trẻ của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhờ đó, chàng trai này đã vượt qua được rào cản ngôn ngữ và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ với điểm tối đa môn kinh tế chính trị Mác-Lênin, giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Việt. Cậu cũng là đồng tác giả của một số công trình nghiên cứu khoa học, tác phẩm dự thi tìm hiểu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được giải cao.
O'Riordan cùng với các sinh viên quốc tế thông qua việc học tập các môn như là môn triết học, môn kinh tế chính trị hay là tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì thông qua đó thì các em không những là tiến bộ hơn trong cái việc giao tiếp và tìm hiểu về lịch sử văn hóa của Việt Nam, mà các em cũng sẽ có được cái nhiều các cái hiểu biết hơn. Tận dụng khoảng thời gian sinh sống và học tập ở đây, O'Riordan đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt ngoài những trang sách, video clip trên mạng, cậu còn cùng những người bạn tìm đến những địa chỉ đỏ, các bảo tàng nơi lưu giữ những hiện vật, chứng tích lịch sử để có thể hiểu sâu sắc hơn những gì mà đất nước này đã trải qua. Vô cùng tự hào và rất phấn khởi khi những câu chuyện của chúng ta đã lan tỏa đến không chỉ sinh viên Việt Nam mà có những sinh viên quốc tế như anh O'Riordan. Và có lẽ rằng bằng tình yêu và niềm đam mê đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam, O'Riordan đã truyền cảm hứng cho tôi và cũng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Đây cũng chính là cơ duyên đưa O'Riordan đến với vai diễn trong bộ phim Đào, Phở và Piano đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mỗi một hoạt động đều là những trải nghiệm, kiến thức thú vị đối với chàng trai có niềm đam mê đặc biệt với lịch sử này. Tôi hy vọng là trong tương lai, sau khi hiểu thêm về lịch sử của đất nước Việt Nam, thì tôi sẽ áp dụng kiến thức mà đã được học của Việt Nam để phát triển cái nền lịch sử và kinh tế của đất nước Mozambique. Cũng liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, hôm qua Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hơn 500 biện pháp trừng phạt đối với Nga. Hơn 500 biện pháp trừng phạt này là vì hành động quân sự mà Nga tiến hành ở Ukraine, cũng như vì cái chết của lãnh đạo đối lập Alexei Navalny. Các biện pháp trừng phạt này nhắm tới các cá nhân liên quan tới việc ông Navalny bị cầm tù, cũng như ngành tài chính, cơ sở công nghiệp quốc phòng, hệ thống thu mua của Nga cũng như những cá nhân và tổ chức né tránh các lệnh trừng phạt Nga ở nhiều quốc gia. Mỹ cũng áp đặt hạn chế xuất khẩu mới đối với gần 100 thực thể do đã trợ giúp bộ máy chiến tranh của Nga, đồng thời tìm cách giảm các nguồn thu từ năng lượng của Nga. Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật an ninh quốc gia, lưỡng đảng, bổ sung trong bối cảnh các nguồn lực bao gồm đạn dược ở Ukraine đã cạn kiệt. Theo Tổng thống Biden, dự luật này vốn đã được thông qua tại Thượng viện, cũng đầu tư cho cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ, đồng thời củng cố an ninh châu Âu và của Mỹ. Quốc hội Đức hôm qua 23 tháng 2 đã chính thức thông qua luật hợp pháp hóa cần sa, cho phép cá nhân, tổ chức trồng và sở hữu một lượng cần sa nhất định. Luật mới thông qua cho phép cá nhân ở độ tuổi trưởng thành trồng tối đa 3 cây cần sa và sở hữu tối đa 25 gram cần sa. Với quy mô lớn hơn, cần phải đăng ký tham gia các hội nhóm cần sa có tối đa 500 thành viên. Việc sử dụng cần sa bị nghiêm cấm tại các câu lạc bộ, khu vực lân cận trường học, nhà trẻ, sân chơi, sân thể thao. Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach nhấn mạnh, thông qua việc hợp pháp hóa cần sa, nước này hướng đến thực hiện hai mục tiêu là xóa sổ thị trường chợ đen và tăng cường kiểm soát, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác hại của cần sa. Tuy nhiên, luật này đang vấp phải sự phản đối chỉ trích của một bộ phận chính giới và người dân. Họ cho rằng việc hợp pháp hóa cần sa có thể khiến thanh thiếu niên xem nhẹ các tác hại và gia tăng sử dụng cần sa. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 4,5 triệu người Đức từng sử dụng cần sa. Trong năm 2021, số thanh niên Đức trong độ tuổi từ 18 đến 25 từng sử dụng cần sa ít nhất một lần, lên tới 25%. Trước Đức, đã có 8 quốc gia trên thế giới, trong đó có một quốc gia ở châu Âu hợp pháp hóa cần sa phục vụ mục đích giải trí. Bên cạnh đó, một số quốc gia khác trên thế giới cũng hợp pháp hóa cần sa phục vụ mục đích y tế, chủ yếu hỗ trợ điều trị giảm đau. Chỉ vài giờ trước khi Taylor Swift lên sân khấu, một số khu vực của sân vận động đã được sơ tán do thời tiết xấu và tiết mục khai mạc đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, thời tiết ẩm ướt không làm giảm đi sự phấn khích của hàng ngàn Swifties, biệt danh dành cho người hâm mộ ngôi sao nhạc pop này. Không chỉ khán giả ở Australia, nhiều người đã từ khắp nơi trên thế giới đến Sydney để xem buổi hòa nhạc. Chúng tôi đã đến đây, tôi không quan tâm liệu mình có bị sét đánh hay không, tôi chỉ rất vui khi được ở đây. Những bài hát của cô ấy làm chúng cháu vui lên, khiến tâm trí cháu tỉnh táo và khiến cháu quên đi mọi thứ xung quanh và cảm thấy hạnh phúc.
Tôi là một nhạc sĩ và tôi cũng đã là fan của Taylor Swift suốt cuộc đời mình. Cô ấy thậm chí còn truyền cảm hứng trong cách tôi viết nhạc. Tôi và mẹ tôi đã lái xe 10 giờ chỉ để đến xem cô ấy tại Eras Tour. Tuần trước, nữ ca sĩ đã biểu diễn buổi hòa nhạc lớn nhất trong sự nghiệp của cô tại Melbourne trước khoảng 96.000 người hâm mộ trong 3 đêm liên tiếp. Dự kiến cô sẽ biểu diễn trước hơn 300.000 khán giả trong 4 buổi biểu diễn cháy vé ở Sydney. Truyền thống treo đèn lồng ở Trung Quốc đã có từ hàng nghìn năm trước và đã ăn sâu vào văn hóa Trung Quốc. Đèn lồng là biểu tượng của sự tươi sáng, đoàn tụ, thịnh vượng, nên người dân thích treo đèn cả trong nhà và ngoài trời, đặc biệt vào tháng riêng âm lịch để cầu mong một khởi đầu năm mới tốt lành. Hưởng ứng lễ hội đèn lồng thường niên, người dân Trung Quốc lại cùng nhau ra đường vào buổi tối để chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng với đủ các hình dạng, kích cỡ, màu sắc và chất liệu. Mặc dù trời rất lạnh nhưng không thể làm giảm sự nhiệt tình của chúng tôi khi đến thưởng thức đèn lồng. Ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp lấp lánh và nhiều hình dạng của đèn lồng khác nhau tượng trưng cho sự tưng bừng, hạnh phúc và cát tường. Lễ hội đèn lồng được tổ chức vào ngày rằm tháng riêng cũng đánh dấu sự kết thúc của lễ hội mùa xuân tại Trung Quốc. Ở phía Bắc Trung Quốc, đặc biệt là ở Bắc Kinh, người ta thích treo đèn lồng đỏ. Trong lễ hội đèn lồng, thứ phổ biến là đèn lồng kéo quân, mô tả các cốt truyện làm tăng thêm vẻ rực rỡ cho lễ hội. Tại Trung Quốc, lễ hội đèn lồng đã được ghi danh vào Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia vào tháng 6 năm 2018.